Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hình nó thì rất là dễ thương, mà sao lại nói chuyện chảnh quá. Chảnh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa. Mặt hàng này nó dăm dăm, anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn. Mà trả tiền thì anh không trả. Bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thuận Nguyên, năm nay em 23 tuổi, hiện là nhân viên kế toán ạ. Em tên là Thanh Phương, năm nay em 21 tuổi, hiện là nhân viên của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm gì cứ? Dạ, về bên hóa phân tích. Trẻ quá, một đứa 23, đứa 21, lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, con lấy được 1 năm. Bây giờ mình thống nhất nhau, mình đừng xưng bằng con nó kỳ lắm. Mặc dù là có thể con được rồi đó. Con nữa, nhưng mà đừng xưng con tao biết tôi già. Rồi bây giờ cái mối tình của hai em diễn ra như thế nào? Một lần là do em là lên Facebook của vợ em, cái em thấy hình nó thì rất là dễ thương, mà sao lại nói chuyện chảnh quá. Em thấy phải em mới kết bạn, qua vài lần nói chuyện thì thấy vợ rất là dễ thương nói chuyện. Rồi tiếp tục. Xong rồi em mới rủ ảnh lên trên Mỹ Tho học chung với em. Xong rồi không ngờ hai tuần đó ảnh lên ảnh nhập học thật. Lúc mà nhập học thì em không có nhận ra ảnh, tại vì ở trên Facebook là ảnh rất là đẹp trai, mặt thì láng như Hàn Quốc á. Gặp ảnh thì ảnh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa, mà còn ốm nữa. Chắc lẽ cái avatar đó cả 8-9 con chuột. Em thì nhìn ra, nhưng mà vợ em thì nhìn không ra em, thì không giống như trên hình lắm. Cũng lúc trên hình đó thì là còn hơi là mignon, nhưng mà khi nhìn trên hình thì là hơi tròn. Rồi sắp lại sao? Dạ, xong rồi ảnh ngồi trước mặt con á, xong rồi ảnh cao quá, xong rồi con mới quay qua con nói với nhỏ bạn, cái bạn á kêu tao nhìn mặt thằng này nó dâm dâm. Xong rồi hai đứa con mới chuyển đi chỗ khác ngồi. Cái ảnh mới về mới nhắn tin Facebook cho con là anh vô anh nhập học vậy đó mà em không có biết. Cuối tuần mới hẹn đi uống trà sữa, mà vô thì gọi nước, gọi trái cây. Anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn. Mà trả tiền thì anh không trả. Không trả tiền, trời ơi, em trả Dạ, lúc rồi này con trả. Là do lúc đó đóng học phí này nọ, tiền không còn nhiều. Chỉ đủ chi trả cho vợ thôi, nên chỉ vụ rủ vợ thôi. Còn vợ thì rủ thêm hai bạn nữa. Chi phí không đủ cho nên em không trả luôn. Còn bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là em tỏ tình trước là ba bà làm người yêu của tôi nha. Em trả lời sao? Trả lời có một chữ là Cùng hai đứa quen nhau thì là tình yêu có trơn tru không? Hay là có chia tay lần nào không? Dạ, nó màu hồng hình màu đen, chia tay một nùi lận. Trời ơi, chia tay một nùi là nhiêu trời? Đâu đâu kể một lần cái chia tay mà ấn tượng cho anh nghe đi. Hôm đó thì bạn con ngồi ở đằng trước á, mới kêu là mới thấy Nguyên nó cõng con bé Cương lớp T lên trên cầu thang. Con trời, anh đi học tin học về con chặn trước cửa kiến trúc xá lại con nói chuyện. Tức là chứ em gái nuôi thôi, bị té trật chân nên phải cõng về. Cõng giùm đúng không? Dạ, cõng giùm lên cầu thang, nhưng mà vợ mới hỏi mình thích nhiều nhưng mà không chịu nghe. Giận quá rồi đòi chia tay luôn. Chia tay trong bao lâu? Con chia tay xong rồi cái anh về anh nhắn tin cho con vậy nè: này cô kia, chia tay thì đòi quà. Tặng người ta nhiều không mà đòi gì nhiều không? Tặng mấy thứ vớ vẩn như là mền gối rồi hai con gấu bông vậy thôi. Rồi cuối cùng có trả không? Dạ có, trả hết luôn. Trả hết luôn. Dạ trả hết luôn. Rồi nhận luôn cũng hả? Lấy luôn. Dạ lấy luôn hả? Thôi dạ. Đúng lạnh nít ra. Cứ nghĩ là chia tay thì đòi lại hết đi. Cái xong rồi phải chừng 5 giờ sáng là xách một mền chiếu gối với hai gấu đi, mà bảo là trả cho chưa cho vợ để xin lỗi à. Có đồng ý rồi. Không em có đồng ý liền không? Dạ lúc đó con đồng ý quay lại, nhưng mà phải qua phòng con là dọn dẹp phòng rồi đóng tiền học phí nha con. Rồi nó nói nghe nè, hai đứa mà làm đám cưới sớm vậy rồi ba mẹ có ưng không? Dạ lúc đầu mẹ con thì không có chịu, mẹ con phản đối ghê lắm. Anh ngồi ở đâu là mẹ con lấy chổi quét đấy đó. Vậy xong rồi anh gấp cái gì ăn mẹ cũng không gấp nữa hết á. Coi như mẹ ngưng đó. Có thái độ. Mẹ rất là khó chịu với anh. Xong rồi anh mới gọi điện thoại lên năn nỉ chị hai của con, nói là nếu như mà chị hai không giúp á thì anh ra anh nhảy cầu rạch miễu cho chị hai vừa lòng. Tự giận rồi, tự giận. Anh nhắn cho con tin nhắn là nếu như mà có còn hương á thì thắp cho cây nhang là cũng vui rồi. Thôi đó, coi gì. Nhưng mà cái đó là em dọa hay là em? Một phần là dọa, nhưng mà nếu không có thì là chắc phải là thiệt luôn. Không có là thiệt luôn hả? Dạ. Ba mới kêu là thôi cưới cho quách đi, với cái kiểu này ương ương vợ vợ có mà chết. Đúng rồi, phải cưới thôi chứ tình yêu mấy cái này nó bạo lực quá mà. Mệt mỏi quá. Rồi bây giờ anh hỏi nè,
Cái tuổi này cưới nhau như vậy là còn vui lắm mà. Trẻ vui lắm không? Về có giật đồ hàng nhau không? Dành ăn nè, rồi dành mền nè, rồi dành chỗ ngủ nữa. Dạ có. Thường là đứa nào thắng? Dạ con thắng. Chắc đó. Luôn dạ, nhìn cái hình nền là biết ai thắng. Vậy thì bây giờ mình khui cái tật xấu đi. Đại hội giặt mặt đúng không? Khui giặt mặt. Anh ấy, ảnh có tính xấu không? Chồng em thì rất là nhiều tính xấu luôn. Có thể chửi em, có thể rầy em, nhay em trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ cũng vẫn còn nhay. Lèm bèm ha, lèm bèm dạ, như là... Cứ nói là em không được như thế này, em không được như thế kia, em không được ăn dụng nhiều quá. Rồi ăn dụng nữa hả? Lòi ra, lòi để từ từ. Con nít nó vậy đó, giấu đầu hở đuôi vậy đó. Nói ta mà tự lòi mình ra. Rồi tiếp luôn. Dạ rồi. Xong rồi em đi làm về là em phải tắm liền. Em không được cầm điện thoại. Rồi em không được chơi game. Đủ thứ gì cũng em không được. Về tới là không bao giờ mà tắm liền đâu. Em đã nói rất là nhiều lần rồi, nói hoài luôn mà vẫn không chịu đi tắm. Tới khi nào mà chán cái điện thoại xong rồi mới quăng xuống. Đó giờ chuyển qua là bên đây giật mặt nè. Giành lộn vậy đó, bên đây chưa nói xong bên đây tức quá. Rồi cho bên đây nói trước. Hồi nãy có mật mí, cũng có bị hớ. Hai cái từ ăn dụng á. Dạ. Đâu kể nha. Chim cá đi. Thì là đi qua đi lại là cứ cầm đũa gắp miếng qua lại gắp miếng gắp hoài đó. Con gái nó lỗi lắm chăng à. Xào cái gì cũng vậy á, xào cái gì là nói chung là những cái gì ngon như thịt là gắp hoặc là lên, là chỉ còn thịt thì ít mà rau thì nhiều, là coi như là thành xào chay đó. Dạ. Là hèn gì nhìn cái hình nền của em nó cứ ông tông ông teo như thế này rồi gì nữa. Chồng em ghen quá, tại vì ở trong công ty á là chỉ có nam thì nhiều mà chỉ có em một chị trưởng phòng là nữ thôi. Rồi ảnh nhắn hết cho mấy anh trong phòng là tránh xa giờ tôi ra không cho chơi chung nữa. Con đi làm thấy ủa sao vô không ai nói chuyện với con hết, y như là con bị cô lập vậy. Con mới hỏi xong rồi cái anh kia mới đưa tin nhắn. Xong rồi con không nói hết, con về nhà con đi thẳng lên trên phòng nằm luôn. Xong rồi chồng con mới hỏi có chuyện gì á, xong rồi con mới kêu là im mồm đi, đừng có để tao mất mặt ở công ty nha. Con tức quá con bỏ qua nhà mẹ con luôn. Xong rồi cái con nghĩ là tại vì nhiều khi hai vợ chồng con cãi lộn con quá đáng á, xong rồi con lén con về con coi chồng con như thế nào. Con về con thấy thì chồng con ngủ rất là thoải mái, ngủ chân hình chữ V nữa. Con đóng cửa lại, con bước ra ngoài trời. Xong rồi anh đuổi con đi ra ngoài, xong con tức quá con vô con đập cái cửa kiến. Xong rồi anh mở cửa ra, con đóng cửa lại, bước ra một trận nữa. Trời ơi, ủa chồng có khóc không? Để hỏi có chồng có khóc không? Bị rồi chồng em quýnh lại không? Dạ không, cứ đứng cho quýnh luôn. Kêu quýnh chỗ này nè, chỗ này. À, chỉ cho quýnh nè. Quýnh chỗ này nè. Quýnh đau không cưng? Những cái tát mà chua mặt thì đau, còn những cái mà cũng có lên gối thì là những cái đó. Rồi có vụ lên gối. Lên gối á là nhờ là chân với tay nhanh nhẹn hơn thì chặn được hết, cho nên là không có bị đau về với phần dưới người. Rồi có bao giờ khóc không? Dạ cũng tức. Có tức ấm ức lắm. Rồi lúc mình khóc rồi nó có ngưng lại không? Nó vẫn nhào vô nó quýnh tiếp. Cũng có nhào vô quýnh tiếp à? Thôi dạ. Khóc cũng không tha luôn. Dạ. Trời ơi thương quá. Cái tưởng tượng em là cái bao cát luôn à. Trời đúng là thân trai 12 bánh nước rồi. Khi quánh xong một lát á thì tới vợ ngồi lại vợ khóc. Vợ xót. Với lại em suy nghĩ là giờ vợ chồng là chỉ có người nhịn một tiếng thì mới qua chuyện, em cũng phải nhịn thôi. Em cho vợ em đánh luôn. Là xong rồi đánh sau rồi bố mẹ có biết không? Bố biết, mẹ biết luôn à. Lúc đó là bố mẹ vợ qua. Bố qua bố kêu là bây giờ hai đứa ẩu đả kiểu này là không có được. Hai đứa không có hiểu nhau, cho nên bố mới khuyên là hai đứa đi tham gia chương trình Vợ Chồng Son cho cô Hồng Vân khuyên bảo là như thế nào. Trời, vậy là anh chị tin tưởng mình quá vậy. Mình cũng chút nữa thì mình cũng thấy là mình rất là vinh dự đúng không? Trước khi mà tiếp tục cái câu chuyện với hai cháu á, thì cũng xin cảm ơn anh chị tin tưởng để gửi con em của mình tới tham dự để mà các cháu có một cái định hướng trong cái cuộc sống vợ chồng. Cùng với chương trình xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thôi bây giờ mình đang chút nữa cô Vân sẽ đúng có rồi. Là khuyên dành cho các bạn. Còn bây giờ anh hỏi là cái kinh tế hiện tại là hai đứa là người nào nắm? Dạ kinh tế là em nắm hết. Em nắm. Vậy chỉ cho 10.000 đi làm thôi. 10.000 rồi xài gì, ăn bánh tráng trộn quá trời. Hả? Bánh tráng trộn không ăn được nữa. Hèn chi nó ốm quá trời nè. Dạ là ảnh đi làm ở công ty gần nhà. Đi bộ qua khoảng chừng 5 phút là tới à. Mà trưa thì lại ăn ở trong công ty nữa. Nên là con cho 10.000 bỏ túi như vậy thôi để... Là để uống nước thôi hả? Dạ uống nước. Tại vì lúc trước tiền chồng con nắm hết.
Nhưng mà chồng con đi chơi với bạn á, tháng tiêu hết 20 triệu luôn. Con không có cho giữ tiền nữa. Nhưng mà từ ngày vợ giữ tiền thì hai đứa có dư ra không? Dạ cũng có nhưng mà ít à. Rồi bây giờ em mong muốn cái cô vợ bé bỏng này của mình sẽ có thay đổi gì? Lắng nghe em nói và không có bạo lực. Đúng là em cho đánh thiệt, nhưng mà em sức chịu đựng thì cũng có giới hạn, ít ăn dụng lại. Bây giờ tới bên em. Em chỉ mong là ảnh hiểu cho em, tại vì trong môi trường làm việc của em á là rất là nhiều con trai, nên là ảnh hiểu giùm em một xíu, đừng có ghen như vậy nữa. Thậm chí lên công ty á em rất là mất mặt. Với lại chồng em đừng có nhay em suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nhay là em ghét, em cứ làm hoài như vậy đó. Bây giờ chị Vân nói nghe nè, cân đong đo đếm nhận xét nè. Thấy bạn nam rất là chín chắn, tất cả những cái gì nãy giờ bạn này bạn tâm sự ra là đặc trưng của một đứa con nít mà chưa trưởng thành luôn á. Cho nên là mình sẽ phải làm một bằng một cái hình thức là mình từ từ mình phải cho bạn này thấy cái trách nhiệm của bạn trong cái gia đình là cái gì, để mình phải quán xuyến trong gia đình nhỏ của mình để bạn ấy chín chắn ra. Chắc chắn là phải 1-2 năm nữa chứ không có liền được đâu, đúng không? Ai biểu là mình lớn là mình già dặn hơn làm gì, đúng không? Thì giờ trước hết mình phải làm gương cái điều đó. Đó là về phía nam ha. Còn về phía của cưng, mình có một cái tài sản quý giá như thế này mình phải giữ. Cưng cứ hình dung đi, nếu như hôm mà cưng đánh chồng cưng như vậy, có đánh ngược lại cưng nữa, cưng quánh lại nổi người ta hay không? Đừng bao giờ để vượt cái ngưỡng đó mà để chồng mình động thủ lại với mình là mình lộ. Chứ không ai lộ hết. Đúng không nè? Đúng không? Đó. Cho nên giờ hai đứa mới còn năm thôi, còn sớm lắm. Cố gắng dung hòa trong cuộc sống nè. Từ từ hãy có con. Sự nghiệp ổn định hết chín chắn rồi hãy có con. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô Hồng Vân. Rồi xin cảm ơn hai em. Nha. Đã còn một người anh trai đang làm ở Sài Gòn, đang muốn tìm bạn gái. Em trai tớ có về lại phong độ á, đúng không? Phong trai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai. Tuy nhiên để đón chào họ thì mời quý vị khán giả trường quay dành cho họ một tràng pháo tay ấn tượng. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Thu Thủy, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em là đang kinh doanh áo quần ạ. Áo quần. Dạ. Thủy là người Huế. Dạ, em là người Huế ạ. Nhưng mà em bây giờ là đang ở đây. Hiện tại hai vợ chồng đang ở quận 9. Quận 9. Dạ. Còn em? Em tên là Quang Luận, năm nay 31 tuổi, đang là kỹ sư bên điện lạnh. Hai bạn là người Huế luôn hả? Dạ. Đồng hương hả? Dạ. Nghe tiếng Huế dễ thương á. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ không ạ. Có một người bạn của em học chung lớp hồi xưa thì bạn nói là đã có một người anh trai đang làm ở Sài Gòn, đang muốn tìm bạn gái, nhưng mà anh ấy hơi lớn tuổi, có muốn quen không? Thì em lúc đó em cũng đang quen một anh kia, nhưng mà em không muốn quen anh kia nữa vì anh kia rất là đòi hỏi nhiều và anh lợi dụng lắm. Nên em không thích quen nữa. Nên em cũng đồng ý quen để mà tránh cái anh kia đi. Thì em đồng ý quen anh này. Anh gọi điện cho em. Rồi mới là đồng ý gặp anh này. Dạ. Hai đứa em gặp nhau thì cũng nói chuyện qua điện thoại thôi. Thì nói chung là quen qua điện thoại đúng không nè? Dạ. Rồi bao nhiêu lâu các bạn gặp nhau ngoài đời? 2 tháng đấy. 2 tháng? Dạ. Và lúc gặp nhau thì cái ấn tượng sao? Anh này anh đâu có già đâu đúng không? Lúc đó anh xấu dữ lắm. Có nghĩa là bây giờ là từ ngày lấy về là chăm bởi vì mới tốt mới được điểm. Khi mà chưa cưới là anh để tóc hai mái ấy. Kiểu giống đáng trương hồi xưa vậy đó. Rồi. Giờ đâu còn hai mái nữa đâu. Anh chỉnh đó. Rồi mặc quần tây áo sơ mi mà kiểu mà ống xuống á. Ống xuống lúc nãy không thích kiểu người như vậy, em thích đẹp trai đấy, to cao về lại phong độ á là em thích thôi. Tự nhiên lúc đó là coi như gặp cái là em thất vọng đúng thất không? Thất vọng cho anh trai. Còn anh đi. Còn em thấy vợ rất là dễ thương, mà make up đến nữa, trời dễ thương cực kỳ luôn. Lúc đó là mê luôn. Là anh gặp tiện sẹt ái tình luôn. Dạ, tiện sẹt ái tình. Rồi, có nghĩa là từ lúc mà gặp nhau cho đến lúc yêu nhau thì bao lâu? 1 tháng đấy. Vậy thì cái thời gian mà tụi em gặp nhau đâu có nhiều đúng không? Dạ, kể từ khi mà quen đến cưới á, trên 10 lần mà. Trên 10 lần? Dạ. Cái gì, bao nhiêu năm mà 10 lần? 3 năm. 3 năm mà gặp nhau cỡ trên 10 lần thôi. Dạ. Xa quá mà trong 3 năm trời mà răng dự được thủy chung. Sao bà làm ta ra tới sông Hương vậy? Bây giờ chuyển qua cái giai đoạn là sau khi mà các bạn cưới nhau rồi đó. Dạ. Chồng em anh thấy là rất là chững chạc, rất là điềm đạm. Đó. Vậy thì chắc không có tính xấu gì đâu. Tính xấu nhiều lắm. Nóng tính, giáo trưởng. Không bao giờ chịu nhận là mình sai.
anh nói cái gì là anh đúng hết đó. Còn em là em nói cái gì là em đều sai. Tất cả những gì anh nói là anh đều đúng. Vậy là hay nói em cãi. Mà trong khi em không có cãi. Em ví dụ như là em vào Sài Gòn thì em lần đầu tiên mới vào thì em không có nhớ đường. Em hỏi anh nói tại sao được trước mình đi đường này giờ là đi đường khác. Thì anh nói là đi đường này chứ đi đường nào nữa. Em nói là nhớ được trước là mình đi đường khác mà. Là đi đường này mà còn cãi. Mà đó là anh bị lớn cỡ nào? To lắm. To. Cãi. Đó, cũng không thấy to. Cãi. Vẫn thơ. Rồi còn thêm một cái ví dụ như là em nói anh đi mua nước uống. Trà sữa đấy. Em nói là từ nhà mình cho đến quán trà sữa đó là nằm bên phải nha. Anh đi sao mà đi ngược lại ở bên trái. Anh gọi điện cho em, anh nói là không thấy. Thì em hỏi là đang ở đứng ở chỗ nào đó. Thì em nói là đứng cái chỗ đang chỉ đây mà không có. Em nói là thấy cái quán chưa. Thì anh nói là không có cái quán đó. Thì em nói là có đấy nhưng cho kỹ vào. Là nói ra mà cãi. Lúc đó em tức lắm. Mà lúc đó em cũng nghĩ em biết có phải là mình nhầm không ta. Thì đợi anh về rồi thấy mua chỗ khác. Thì lúc quản lý sư ai về không chịu chỉ cho rõ ra làm gì. Nói gia trưởng vậy đó hả? Em không thèm nổi nữa, nghỉ chơi luôn. Dần luôn. Không chơi ông luôn. Dần luôn. Anh hỏi nè, cái lúc mà yêu nhau á thì ổng có hay quát em mà cười. Lúc chưa cưới á, em nói cái gì là cũng đúng. Nghe hết á. Rồi cái gì mà em không biết là giải thích cho em hiểu. Em muốn gì là cũng được hết á, là chiều em dữ lắm. Mà về để cưới về một cái là bắt đầu là sổ cái tỉnh đó ra. Xọa liền á. Xọa. Vì sợ quá đi. Còn ngoài cái tính gia trưởng đó thì chồng em còn cái tính gì nữa? Nhậu kinh khủng luôn. Nhậu mà không bất kể cái gì hết. Nhậu đâu mà con cùng nhậu xong sổ cái tỉnh gia trưởng về lại bảo thủ nữa. Nhân viên là tỉnh lồn biêu không thôi. 5,000 thôi. Bắt bẻ nhân viên. Bắt quản lý ra gặp để mà nói chuyện. Em nói là chỉ có 5,000 thôi làm gì mà làm to tát như vậy. Cứ nói là 5,000 cũng phải là tiền à. Em nói 5,000 đâu có phải là 5 triệu đó mà để rồi mà phải kêu quản lý ra gặp. Mà cái chuyện đó không thôi mà làm to tát. Cứ lần nào đi nhậu về cũng gây lộn vậy đó. Nhậu về là không chuẩn. Nhậu về là cái tỉnh xấu, cái tỉnh. Có nghĩa là cuối cùng là tính xấu của chồng là tóm lại là gia trưởng này nóng tính mà thích nhậu, đúng không? À, con cái chuyện mà không bao giờ nhận là mình sai. Không bao giờ nhận mình sai. Ví dụ như mà đi nhậu mà nói về em là đi tiếp khách. Đáng lẽ không biết mà có người nói về em. Em hỏi tại sao là đi nhậu với bà mà tại sao là nói là đi tiếp khách. Thì lúc đó chối nói là đi tiếp khách chứ anh là đi nhậu. Thì đừng có lão. Biết rồi. Thì lúc đó là cũng keo rồi không chối được nữa thì nói thế đó, nói bà của mình đó cũng là khách. Như vậy đó, tức là nói càng đúng không? Đó cũng là khách. Kêu bằng cả vú lấp miệng em. Rồi không đó. Chịu nhận bên sai mà con cổ nói như vậy nữa. Rồi bây giờ tới em. Đây, kể tới đi. Em. Bây giờ tới em rồi. Trời cũng thua gì chơi. Lúc mà quen nhau á, trời lên nhà là sạch sẽ gọn gàng, nắng nắp đâu vào đấy. Nấu cơm luôn được sao gọn gàng lắm. Không khí mà về ở với nhau trời. Nấu cơm luôn được ra là bày từ trên bếp xuống dưới chậu rửa chén. Trời ơi, nào là chén, nào là đùa, nào là rau hành đi bỏ phấn đầy rất đầy trên bếp rồi ở dưới. Chẹn đòi là không có bỏ vào trong chậu, bỏ ra ngoài quanh đây nhà á. Một lần nữa em phải dọn. Coi như là tính dọn. Là tính bừa. Em dọn, dọn xong rồi, em dọn xong rồi. Một nửa nữa để là em dọn. Một nửa thôi. Rồi đó là một tính này còn nữa. Hãy làm gì quên rồi này. Dạ con bỏ trong thau về dạ con xong. Ngấm nước hoa, ngấm nước xà phòng xong để vậy. Chiều hôm nay đến sáng mai lại mới khỏe cùng lên. Đáng trí nè, bừa bộn nè rồi gì nữa. Nhớ lắm. Hả? Gọi là dớ. Hai bạn lúc được mời cưới về là cày chui nhà một lần. Để khi mà cưới về xong rồi giờ làm việc xong rồi là bao nhiêu việc em làm hết. Không có chui nhà luôn. Để em coi thử để một ngày có chui không. Một ngày không chui nhà, 2 ngày chui nhà, 3 ngày chui nhà. Thứ tư em phải đi chui. Tới bây giờ vẫn vậy hay sao? Vẫn vậy. Bây giờ đâu có chui nhà. Em biền mình. Khi mở vào thì em làm là vì lúc đó em đang rảnh, em chưa có việc làm. Việc nhà là em làm hết. Để khi mà chuyển sang kinh doanh á, em dậy sớm, phải dậy sớm để chờ nồi cơm chuẩn bị trước. Sau đó em đi làm về 10 giờ đêm mới về. Thì đâu còn sức nữa đó nữa mà làm. Hiện giờ là phải có cái sự chia việc ra đúng không? Chứ ôm không nổi đúng không? Còn cái chuyện mà nói em mà bừa bộn đó, đâu có thua gì em đâu. Đây là hai vợ chồng bừa bộn như nhau. Rồi anh hỏi nè, có bao giờ mà vợ em giận
giận em không? Ôi giận thì khỏi nói luôn á. Mỗi lần giận lên thì đập đồ hay là? Dạ không, giận tiếng đập đồ mà giận dài lắm, ly gọi là ly mà chưa đứng thảy luôn. Giận cái là đòi bỏ nhà đi. Đi đâu? Em không biết đi đâu. Hai vợ chồng giận nhau đóng cửa lại, em khóa chốt cửa lại, lấy búa lấy kìm bẻ mà đâu có bẻ được đâu, đâu biết cách bẻ đâu, bẻ cái bẻ khóa không bẻ, em đưa cho khóa hoặc mở cửa đi, đi ra ngoài đường á, đi lui tới giữa đường rồi đó. Em thì sợ, ở trong nhà thì sợ, sẽ đi tìm là em thấy em lần thần đi bộ ngoài đường giống như là người mất hồn. Tôi đi lang thang là đi đâu? Ông vô tâm quá, kiểu như mà dừng nhau xong cái là ông không dỗ, ông không chịu dỗ. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi của em dành cho vợ em là gì? Bởi cái tận cứng đầu đi, và em rất có cứng đầu, lì cứng đầu. Đúng rồi, thấy cái trán đó không? Cái trán này là cứng đầu là đúng rồi. Bây giờ là phong thủy nè, về bắt cắt tóc đi để mái ngang, che bớt cái cứng đầu lại. Đó là đỡ không, được. Không bắt bả đội nón hoài á. Rồi còn em mong muốn chồng em thay đổi gì? Bật giá trường lại, anh bật nhậu đi. Hai bạn có con chưa? Dạ chưa. Ủa tôi cưới nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm rồi. Các em là kế hoạch hay là do chưa có? Dạ chưa có. Bây giờ muốn dạ, có con không? Dạ muộn ạ. Đây, dạ mời ông vượt. Ông quên lộ, ông mộ. Mời ông mộ quốc thần chúc. Rồi sau đó tôi mới khuyên. Rồi như vậy nè, anh hy vọng là ngày hôm nay trên cái mảnh đất màu mỡ này, yeah, đó, yeah, cái mảnh đất may mắn này, thì anh xin chúc cho hai vợ chồng em, yeah, kể từ đêm nay thì hai em mau chóng có một tin vui, có một em bé chào đời. Xin cảm ơn. Thực ra là tại sao mà chị nói là để anh thượng chúc, rồi chị mới gọi là có cái sự góp ý với tụi em. Tại vì thực ra cái vấn đề của tụi em ở đây á, là cái đứa con đó đó. Yeah. Anh này á, là anh lớn tuổi rồi, anh 31 tuổi rồi, đã đến lúc mà cái người đàn ông này cần phải có thêm một cái sinh linh để mà bảo bọc, để mà gọi là hữu hỷ, đúng không? Yeah. Em mình dung và em có đứa con mà em thấy cuộc sống có ý nghĩa vô cùng, yeah, đúng đã không? Đã lắm. Đã lắm, đó. Thì chị chắc chắn rằng với vợ chồng em á, khi mà cái đứa nhỏ xuất hiện, nó sẽ trung hòa được cái thế hệ của tụi em. Người vợ sẽ chín chắn hơn khi có đứa con. Hiện giờ là vì sao? Trong mắt của chồng em còn nhỏ lắm, em 24 tuổi thôi. Cho nên rằng á, là những cái ý kiến của em hay là những cái quan điểm của em á, thì anh nghĩ là em chưa đủ chín chắn để mà anh công nhận cái điều đó là đúng. Cho nên khi tranh luận là đương nhiên là anh nghĩ anh là người đúng rồi, bởi vì anh lớn hơn em nhiều. Anh hiểu biết hơn rồi, anh có kinh nghiệm sống hơn tất tần tật mọi thứ, yeah, đó. Nhưng mà anh quên mất là khi mình lớn thì mình luôn luôn phải gấp những đó, cái tươi xanh của những người nhỏ hơn mình, yeah, để mình bổ sung, gọi là mình renew lại cho mình, yeah, để mà mình có thể bắt kịp được với cái thời đại á, yeah, đó. Thì ở đây á, là cái đứa con nó sẽ ở giữa đó trung hòa hai bạn này. Thông qua đứa con đó thì các bạn sẽ gắn kết hơn, sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhường nhịn nhau hơn. À, và khi mà em cho anh cái đứa con á, thì anh sẽ bớt gia trưởng hơn với em, chắc chắn là như vậy. Nhớ có tin vui lên Facebook báo cho anh biết nha. Cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em. Và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại, đau lưng lại, nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng của bạn mê cái gì nhất? Chồng bạn mê cái gì nhất? Mời đây, bạn quay qua. Đây. Chồng của bạn mê cái gì nhất? Quay qua. Mê game. Còn chồng bạn mê gì nhất? Bóng đá. Quay qua. Rồi thua rồi. Yeah. Rồi. Như vậy là cặp vợ chồng tuổi Tiên được quyền chọn ưu tiên bốn màu này. Màu xanh. Rồi, còn hai em. Xin mời các bạn. Mời các cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng nhưng mà đừng mở. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Rồi, mời quý vị khán giả đếm nào. Rồi mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Chúng tôi xin nói lời tạm biệt.